Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc, bài 30.12, tìm hiểu về enum trong Java. Enum trong Java dùng để lưu trữ tập các dữ liệu dưới dạng liệt kê có giới hạn, tức là khi các bạn nắm được là cái phần thông tin mà các bạn truyền tải và chúng ta muốn là các cái class con của nó phải có và nó giới hạn một cái số lượng cố định thì chúng ta sẽ dùng enum. Để khai báo thì các bạn sẽ sử dụng đó là chúng ta khai báo giống class thông thường. Tuy nhiên chúng ta không chọn class mà các bạn sẽ chọn vào enum. Các bạn mở IntelliJ, chuột phải vào src, chọn new package để chúng ta tạo ra gói mới. Ở đây mình sẽ đặt tên gói là enum nhé. Rồi trong gói enum các bạn chuột phải vào, chọn new, chọn java class. Chúng ta sẽ chọn vào enum. Ở đây mình đặt tên enum đó là xếp loại Enter này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có gì có từ khóa Enum ở đây trong cái Enum này thì các bạn sẽ khai báo các cái thuộc tính ví dụ như đây chúng ta để là gì giỏi này phẩy này các thuộc tính ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy nhé các bạn có thể viết liền dòng hoặc xuống dòng tuy nhiên ở đây mình sẽ viết xuống dòng bởi vì nó cũng có số thứ tự của các cái thuộc tính này cho nên tí nữa chúng ta sẽ bình luận nó bên cạnh cho nó dễ giỏi này khá này rồi là trung bình này rồi là yếu này và cuối cùng là chúng ta đuổi học đấy thì thứ tự trong enum thì cái thằng đầu tiên này này nó cũng sẽ là không thằng thứ hai nó sẽ là một thằng thứ ba thứ tự của nó sẽ là hai thằng thứ tư thứ tự sẽ là 3 và cái thằng cuối cùng thứ tự sẽ là 4. Bây giờ các bạn sẽ chuột phải vào cái gói enum này, chuột phải, new java class, chúng ta sẽ gọi một cái class này gọi là test enum nhá để nó có cái hàm main chúng ta tiến hành test thôi. Main này, enter. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thứ tự các cái giá trị trong cái thằng class enum nhá trong cái thằng enum kiểm tra bằng cách như sau các bạn gõ là et out này để xuất thông tin này thì chúng ta sẽ gọi cái enum ra thôi xếp loại này chấm này bây giờ chúng ta kiểm tra xem thằng khá là thứ tự bao nhiêu thì các bạn chấm một cái nó sẽ ra cái phương thức là ordinal này enter này căn chỗ d cho cái nữa này kiểm tra thằng yếu nhá xem bao nhiêu nhá yếu kiểm tra thằng khá và thằng yếu xem thứ tự của nó là bao nhiêu trong cái enum nhé Chuột phải này. Run. Trả về 1 và 3. Kiểm tra lại này. Phần xếp loại. 1 và 3. Đúng chưa? Như vậy là cái thứ tự nó cũng chạy từ từ 0. Bây giờ các bạn sẽ chuột phải vào enum này. New này, Java class. Các bạn sẽ tạo một class gọi là sinh viên, mình viết tắt là SV thôi. Enter. Trong này chúng ta sẽ khởi tạo thuộc tính trước. chúng ta sẽ dùng class này để xem là thằng enum có tác dụng như nào nhé thuộc tính này chúng ta chỉ có thuộc tính là mã tên và điểm trung bình thôi đó là private int mã chấm phẩy cái thứ hai là private string tên chấm phẩy cái thứ ba là private dữ liệu là double tên biến là điểm trung bình rồi còn thêm một cái nữa là private xếp loại đi xếp loại loại xếp loại này chính là thằng enum nhá đúng không cái class tên là xếp loại này này thì chúng ta có thể hiểu đó là kiểu dữ liệu là xếp loại và tên của thuộc tính là loại cũng được được chưa thì những cái thằng string double này nó cũng đều là class mà thì đây là kiểu dữ liệu do chúng ta tự định nghĩa ra sau thuộc tính thì chúng ta có gì nhỉ Contractor con từ dùng thao tác của người lười alt insert contractor bôi hết đúng không chúng ta chỉ chọn là mã tên và điểm trung bình thôi còn cái xếp loại thì tí chúng ta sử dụng tính toán sau bởi vì cái xếp loại thì là do chúng ta tính toán rồi mới ra loại đúng không chứ không phải là do người dùng truyền vào nên chúng ta sẽ để là ba đối số thôi ok này bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức để ghét loại phương thức để ghét loại nhá xem mà loại giỏi loại khá hay loại gì ấy, thì các bạn sẽ sử dụng là public này là mức độ truy xuất này kiểu dữ liệu đúng không ở đây chúng ta sẽ sử dụng là thằng enum xếp loại này đấy và tên phương thức sẽ là ghét loại mở ngoặc tròn này mở ngoặc nhọn khối lệnh của cái phương thức này chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà thằng điểm trung bình Zip chấm điểm trung bình, giết chấm điểm trung bình chúng ta chính là gì? là lấy cái thông tin điểm trung bình ở cái thuộc tính này gì, đúng không? của đối tượng đó. nếu mà điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8 ví dụ thế, thì chúng ta sẽ gán bằng gì? loại bằng xếp loại chấm giỏi, đúng không? chấm giỏi, chấm phải. cái thằng loại này này thì có phải lúc đầu các bạn khai báo là loại kiểu dữ liệu là xếp loại không mà xếp loại chính là thằng enum mà cho nên là khi các bạn khai báo là kiểu trả về là xếp loại thì các bạn có thể gán cái thằng loại này bằng xếp loại chấm rồi được chưa rồi eo ít đây nếu mà thằng z chấm điểm trung bình mà lớn hơn bằng 6.5 ví dụ thế đây thì chúng ta sẽ gán đấy lại có cái khối lệnh nó tự sinh ra này thực ra chúng ta dùng cái thằng đấy cũng được nhưng mà thôi bỏ đi cho nó dễ nhìn nhá loại chấm khá nhá xếp loại chấm khá cơ không được loại bằng xếp loại chấm khá chấm phẩy copy xuống này còn thằng à, trung bình thằng yếu nữa đúng không copy xuống canh v can v lớn bằng tầm 5.0 thôi. 5.0. Cho nó trung bình. Cái mức này thì là do chúng ta xét thôi nhá. Mình cũng để tương đối thôi. Tiếp theo là lớn hơn bằng 3.0. 3.0. Thì cho nó là yếu. Yếu này. Còn lại L này. loại sẽ bằng xếp loại chấm đuổi học. Cuối cùng là chúng ta sẽ return về loại. Ok. Chấm phẩy nữa này, cho hết đỏ này. Phía dưới cùng sau cái phương thức xếp loại này, các bạn sẽ thêm cái phương thức tu trình nữa. Để chúng ta xuất thông tin của đối tượng ra. Thì ở đây các bạn nhấn Alt Insert này. Chọn đến tu trình này. Enter chúng ta sẽ xuất ra ok đi đấy thì cái phần return này chúng ta sửa sau này sửa thành gì xuất mã này cộng với sược t để cách nhau một tab đúng không return mã thừa dấu huyền nó báo đỏ cộng với này tên rồi cộng với sược t để cách một tab đúng không nháy kép sược t này cộng với zit chấm mã Azit à, chấm loại để xuất ra cái xếp loại. Các bạn sẽ quay trở lại test enum. Chúng ta sẽ khởi tạo cái list danh sách để test. Tạo cái list LST danh sách. Array list này. Giống phần trước thôi. Kiểu dữ liệu của Array list các phần tử sẽ là sinh viên. Tên của danh sách sẽ là danh sách bằng new ArrayList. Tạo đối tượng này. Sinh viên. SV. Sinh viên này. Mình sẽ gọi là đối tượng SV1 nhá Bằng new SV. Chúng ta sẽ truyền vào gì? Mã này. Phẩy này à, Nguyễn Văn 1 Điểm trung bình đúng không? 9.5 Chấm phẩy Căn cho D Căn cho D Tạo ra sinh viên 2, sinh viên 3 2 này, sinh viên 3 này Sửa này cho nhanh này 2 ờ, Đấy, lại nhầm rồi 3 này Thằng này 2 này Nguyễn Văn 2 Nguyễn Văn Ba 4.5 điểm 7.5 điểm Rồi Bây giờ chúng ta sẽ add cái danh sách này Add các cái sinh viên này Vào cái danh sách list Thì chúng ta sử dụng phương thức gì Danh sách chấm add Và truyền sinh viên vào thôi Sinh 1 này Chấm phẩy Căn chỗ D Căn chỗ D Add thằng 2 vào Add thằng 3 vào Duyệt danh sách Hôm trước chúng ta cũng làm này rồi đúng không? For thôi. For SV này là tên class này. Chạy từng cái thằng sinh viên một đúng không? Thì ở đây mình sẽ để cái biến đó là thông tin sinh viên nhá. Hoặc là gọi là SV cũng được, nhưng mà sợ là SV nhỏ các bạn dễ nhầm thì mình sẽ để là thông tin này. À, sinh viên này. Viết hẳn ra luôn. Chạy từng sinh viên một trong cái danh sách sinh viên. À, đây là cách để chúng ta đọc cái tiếng Việt để chúng ta hiểu cấu trúc của cái lệnh này. Và chúng ta sẽ in cái thằng thông tin sinh viên này ra, đấy thì có phải là nó duyệt từ đầu đến đuôi, sau đó thì nó sẽ in cái thông tin sinh viên này ra không? Đó. Thì nó in thông tin sinh viên này này là do cái thằng tu trinh ở trong cái class à, sinh viên vừa nãy chúng ta ghi đây này, nó sẽ bao gồm là mã, tên và loại, rồi chuyển sang test enum này, chuột phải, run thử này. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có gì, một Nguyễn Văn Một, nun ở à, là cái gì đây các bạn quay trở lại class sv ở đây chúng ta đã khai báo cái phương thức là ghét loại nhưng các bạn để ý này nó đang tối sầm tức là chưa bao giờ nó được sử dụng cả chúng ta sẽ cần gán cái thằng loại giết chấm loại này bằng cái thằng ghét loại đấy các bạn thấy không khi chúng ta gán bằng ghét loại một cái thì nó sáng lên và lúc này chúng ta mới gán cái loại đấy cho cái biến thuộc tính ở phía trên được đấy thì bây giờ chúng ta chạy lại này vào test enum này chuột phải run này đó các bạn thấy chưa nó xếp loại giỏi này yếu này khá này nó dựa vào cái điểm này đúng không 9.5 4.5 7.5 và chúng ta sử dụng enum đây à, sinh viên chấm java đây đó thì cái xếp loại này thì có phải nó là enum không thì chúng ta sử dụng enum để chúng ta gán cái danh sách cố định bởi vì chúng ta biết được rằng là gì Trong các cái loại Phân loại điểm ấy Thì nó chỉ có từng này loại thôi Thì các bạn sử dụng enum Để chúng ta thống nhất Là giỏi là bao nhiêu Khá là bao nhiêu Đúng không Thì trong cái phần mà class Mà chúng ta sử dụng lại cái này Thì chúng ta chỉ cần Phân loại nó lại thôi Để sử dụng đúng cái, các cái giá trị đấy Chúng ta không thể định nghĩa lại Thằng là giỏi viết hoa hay viết thường nữa Mà chúng ta sẽ quy định luôn Là đấy Giỏi là ông phải viết thường như này Khá ông phải viết thường như này Trung bình ông phải viết như thế này Chứ không thì ông thì khá như thế này ông thì lại ca cách hát á như thế này đúng không thì chúng ta sẽ quy định để thằng dùng nó thống nhất ở đây có một nhược điểm các bạn sẽ chuyển sang test enum chuột phải run các bạn thấy là các enum của chúng ta đang là không có dấu giả sử chúng ta thay dấu nhá thay dấu ở trong cái thằng xếp loại này chính là thằng enum đây đúng không kích vào đây loại. Chúng ta sửa thành dấu có dấu này. Giỏi. Đấy. sửa đây giỏi thì chúng ta phải sửa thằng SV. Xếp loại vừa nãy chúng ta đang để giỏi không dấu mà thì phải sửa thành giỏi. Để xem nó được không nhá. Test Enum này, chuột phải, run. Đấy, có dấu thì nó vẫn nhận đúng không? Trong trường hợp là chúng ta đang sử dụng phiên bản Java mới nhất thì nó vẫn đang hiểu. Thế tuy nhiên là chúng ta không nên làm thế này thằng enum nó có một cái chúng ta có thể là gọi gần như kiểu biên dịch ấy nó sẽ dịch song song cái thằng message cái thông tin đi kèm sang cái tiếng việt thì dùng như thế sẽ thuận tiện hơn bởi vì chúng ta dùng lập trình không nên dùng có dấu nếu các bạn muốn sử dụng có dấu thì chúng ta hãy nên làm như sau chứ không sửa như vừa rồi được chưa ạ các bạn sẽ quay lại sv này các bạn để lại chữ giỏi cho mình không dấu nhá rồi không dấu chuyển lại thằng xếp loại .java này sửa cái thằng enum này thành giỏi không dấu này. ở phía dưới này các bạn thêm chấm phẩy. sau đó chúng ta sẽ thêm một cái biến nữa ở đây private string chúng ta gọi là message nhé viết tắt là msg rồi chấm phẩy. bây giờ chúng ta sẽ khai báo là xếp loại mở ngoặc truyền một đối số vào đây là string message trong phần nội dung chúng ta sẽ gán là git chấm message bằng cái message bên trên đấy thì các bạn sẽ thấy là ngay lập tức cái bên trên này nó bị báo đỏ này bởi vì chúng ta khai báo là cái enum xếp loại này này nó phải có một cái string message ở bên cạnh là chúng ta sẽ phải mở ngoặc đóng ngoặc và thêm cái chuỗi vào đây giả sử các bạn muốn là hiển thị là đây là xếp loại giỏi nhé xếp loại giỏi từ trình thì các bạn gõ thêm cái nháy kép này, xếp loại. Rồi. Đấy, thì các bạn thấy hết đỏ không? Tương tự thằng bên dưới như thế, chúng ta cần có thêm gì? Thêm trước dấu phẩy nhá. Xếp loại khá. Copy hết vào đã. Xếp loại trung bình, xếp loại yếu và đuổi học đúng không? Ở đây chúng ta viết tiếng Việt này. Đuổi học. Đây là xếp loại yếu. Xếp loại trung bình. tiếp loại khá rồi zit chấm này chúng ta có thêm chấm phẩy nữa nó báo nhắc này đúng không các bạn tạo thêm một cái phương thức nữa để chúng ta return về cái message này gọi là public này string tên của phương thức là gì cũng được ở đây mình sẽ để là description nhá viết tắt là đẹp mở ngoặc nhọn khối lệnh của phương thức này là return về git message chấm phải bây giờ các bạn sẽ chuyển sang class sv chấm java thay vì vừa nãy là chúng ta sử dụng là git chấm loại thì bây giờ các bạn thêm cái phương thức là chấm mà chúng ta vừa mới khai báo ở bên kia này đúng không đây này cái thằng dead này này Đấy, thì để nó đẩy ra cái git chấm message thôi các bạn sẽ quay trở lại cái test enum này chuột phải này Run này Các bạn nhìn thấy chưa Nó sẽ hiển thị theo tiếng Việt Bản chất là nó không phải enum nó là tiếng Việt Mà là chúng ta đang gì Gần như kiểu chúng ta biên dịch vậy. Đấy các bạn thấy không Nó hiển thị các cái thông tin Mà chúng ta đính kèm ở đây Lên nhưng mà còn cái enum thì nó vẫn đang là gì Là không giấu Bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây Mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức trong ngày hôm nay Để các bạn tiện ôn tập hy vọng là các bạn đã nắm được hết kiến thức trong phần hướng đối tượng này cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công